Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Kim. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay một ngày trước ngày Giáng sinh thì mình đi gửi thiệp Giáng sinh cho những người hàng xóm các bạn. Những cái thiệp Giáng sinh mà hôm bữa mình đã tự làm đó, mình sẽ tặng cho những cái người hàng xóm và người thân. Đi gửi thiệp Giáng sinh thì em Chi được nhận quà từ hàng xóm nè cô chú. Nhà này cũng có hai bé gái nè các bạn. Một bé thì lớn hơn Chi 1 tuổi, còn bé kia thì nhỏ hơn Chi 1 tuổi. Còn đây là cái nhà đối diện của nhà mình luôn. Hai bác rất là vui tính. Mỗi năm cứ mùa hè mà mình đi du lịch đó, thì mình nhờ bác tưới bông tưới hoa ngoài vườn giùm mình. Cho nên mình đặc biệt làm cái thiệp này để tặng cho bác. Và bác thấy mình vẽ thiệp thì bác rất là vui. Bác đã mời vào nhà để xem những cái bức tranh bác vẽ. Thì tình cờ như vậy thì mình mới biết được bác là một họa sĩ các bạn. Bác có dạy vẽ và có cái phòng trưng bày tranh nữa. Thế là ngày hôm sau bác đã đem một cái bức tranh qua tặng mình nè các bạn. See, push it in, that's it, push it again. Right, that, do okay. That's a good girl, okay. Right, right. Come on, she's got the cat sitting on, look. Rồi, let's go, chị. Đi qua nhà bên kia. Keep going, sweetheart. Lift it open, that's a good girl, put it in then. Push it, babe. Has it gone through? Yeah. Ở trường học của Chi cũng có tổ chức cái chợ Giáng sinh và cho các bé được gặp ông già Noel nè cô chú. Mùa đông lạnh lẽo rồi cho nên là mình phải trồng hai cái mền vô các bạn. Hai cái mền này mới chống được cái lạnh của mùa đông nè. You get this and you take this all the way into the top corner like that. Right. Wait. You got to be careful, hold it, but don't pull it. And then just drag it. The bottom. Yeah. Pull it up. You go and hold it and I don't need to, babe, I've done it. Right, and what you do is you hold the buttons, you get it in the corner there, right? See here? You get the corner, you hold the buttons, you put it in this corner, like that, right? Watch. And then what you do is you stand up and you hold it up like that. Oh. Easy peasy. Right. So the milk and the cookies are for Santa, right? And the carrots are for the reindeer, aren't they? Aren't they, babe? I don't want to eat the cookies, Santa. Okay, so the cookies are for Santa and the milk for him to drink, okay? Because you're going to get very thirsty and very tired because you've got lots of presents to deliver. And the carrots are for the reindeer, aren't they? Hey, that's what they're for, aren't they? Everybody happy? Hey, you don't want to eat them. Yeah. They're for the reindeer, aren't they? The reindeer are going to take a big bite out of the... Hey, that's for the Santa! What? You can't eat. You can't eat the cookies and the rest because they're for Santa and the reindeer, aren't they? But yeah, you want them to bring you lots of presents, don't you? Daddy, I want to make. If you them eat like his cookie, he's not going to come. Daddy, I'm going to make them like a big eye. Okay, babe. Bây giờ để cái bánh này, Chi để hai cái bánh này với ly sữa cho ông già Noel nè. Khi nào mà ông già Noel mang quà tới là ông già Noel sẽ ăn. Còn cái củ cà rốt này là để cho con gì ta, con Tuần Lộc. Để cho chú Tuần Lộc ăn cái này đúng không Chi? Randy đó. Chú Tuần Lộc ăn cà rốt, còn ông già Noel thì sẽ ăn cái bánh với uống sữa. Sau khi mà ông già Noel đến đây sữa. Mang quà cho Chi thì ông già Noel sẽ ăn bánh và uống sữa nha Chi nha. Bây giờ sẽ lên lầu ngủ nha. Đi ngủ xong rồi sáng mai Chi sẽ được quà nha. Nha.
Chi không ngủ không có được mở mắt luôn nha. Chị phải ngủ nguyên một đêm không có được thức dậy nha, ngủ sáng là dậy. Chi Santa uống hết sữa luôn rồi nè. Ăn rồi cookie rồi nữa nè. Randy ăn cà rốt luôn rồi nè. Mà the baby ate a little bite and a big bite. Uh-huh. And the milk có. Oh, drink it. There's a little bit milk. Let's see what there is. It's another lie, honey. I don't want to get before school. Nó ước ông già Noel nè. Nó gửi ông già Noel để ông già Noel đem tới cho Chi nè. Hả Chi hả? Trời ơi, quá trời đồ trong đây luôn. Rồi. Wow. Another dog. Trời ơi. Đây là một cái bàn trang điểm. Cái bàn trang điểm này Chi nó cũng thích nó xin ông già Noel nè cô chú. Đó. Let daddy go to the toilet. Có bộ trang điểm với bây giờ có cái bàn trang điểm. Daddy open the box and... Đang ở nhà mẹ chồng nè các bạn. Chuẩn bị ăn trưa. Là ăn trưa cái ngày Giáng sinh đó mọi người. Cả gia đình mình đến đây ăn. Mẹ nấu chứ mình không có nấu. Đến nhà mẹ. Mẹ năm nào cũng thích nấu cái ngày Giáng sinh, cho nên là mọi người đều đến đây. Mẹ bài trí rất là đẹp luôn nè. Chi? Hello Chi Chi. Chị thấy nhà của bà nội đẹp không? Trời thơm quá trời luôn. Bà nội có cái đèn cày này nè. Cái đèn cày có cái trái cherry, cái mùi cherry này rất là thơm luôn. Bà nội bài trí rất là đẹp. Đây là cái món salad nè, đã để lên trước rồi. Chuẩn bị mọi người sẽ lên ăn tối. Đóng cửa nó lại đi con, ở ngoài đó lạnh đó. Má come here. Trời ơi, bà nội có cái gói đẹp quá nè. Cái gói này bà nội mới mua nè. Có hai cái gói bông nè. Có cái ghế này lắc lư nữa nè. Đây là ở bên ngoài vườn hoa của nội. Nhưng mà bây giờ mùa đông á, hoa nó đã tàn hết rồi. Hôm bữa tuyết rơi nữa. Chi làm gì á? Make it deep. Đi vô đây phụ lên ma nấu ăn nè, bưng dọn ra là chuẩn bị ăn nè, đóng cửa lại đi. Ở ngoài đây không có lò sưởi á, nó lạnh, cái hơi lạnh nó bay. Cái bình nước của con mày để dưới nhà bếp á, xuống nhà bếp lấy. I wanna taste when they're done. Later. Okay, I'm very hungry already. Chờ chút xíu, Chi nó nói đói bụng rồi, nhưng mà chờ mọi người lên mới ăn. Không, đừng có mở nó ra, đóng lại đi con. Rồi đi, let's go. Đi ra đây chơi đi, rồi một chút ăn. Coi ai ngoài kia kìa. Coi gần đáp có ai đứng đến kìa. Đây là đẹp quá chừng nè. Có cái chậu bông này chú tặng cho mẹ một chậu, tặng cho mình một chậu. My mommy cooking. Can I have a Yorkshire as well, please? Animal. Back to the brain, that's hot. Oh, yeah, just put it there.